trận không chiến cận kề. Thưa quý vị và các bạn, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra tại tiền tuyến Ukraine, nhưng đồng thời có một sự kiện lớn đã và đang diễn ra. Đó là vào ngày 12 tháng 6, cuộc tập trận trên không lớn nhất của NATO đã bắt đầu dưới sự lãnh đạo điều phối của Đức, nhưng với vai trò chủ chốt của Mỹ. Nhiều khả năng trong khoảng thời gian này sẽ có một đợt tấn công nghiêm trọng. Với sự hỗ trợ của F-16, thông tin tình báo, tác chiến điện tử và máy bay không người lái, cũng như việc cung cấp hậu cần của NATO, mà cuộc phản công đang bị tổn thất và xa lầy của Ukraine có thể tạm thời được giải cứu. Dưới vỏ bọc của cuộc tập trận, NATO sẽ bắt đầu đóng cửa bầu trời. Đây được cho là hai tuần căng thẳng nhất cho phía Nga, và chúng ta cùng chờ đợi xem điều gì sẽ diễn ra trong những ngày tới. Sau đây, mời quý khán thính giả cùng quay sang theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của kênh Tin 360 News. Xa lầy. Giao tranh vẫn diễn ra ác liệt tại mặt trận phía đông và nam tiền tuyến Ukraine. Theo tài khoản Avi Voenko, tại hướng Zaporizhia, các quân sĩ Ukraine đang gặp nhiều tổn thất sau những trận tấn công của quân đội Nga. Tại khu vực Lukov, sau khi gây hỏa lực sát thương cho một đơn vị cố thủ trong khu vực vùng xám, binh sĩ Ukraine đã phải bỏ vị trí tháo chạy. Theo tài khoản Biên niên sử quân sự, tính đến đầu giờ sáng hôm nay, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn trên tuyến Makarovka, Urozhinoi, trên mỏm Remevsky. Sau nhiều ngày chiến đấu, khu định cư Makarovka một lần nữa nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Ukraine. Nhiều khả năng các đơn vị phòng thủ của Nga đang chuẩn bị đổ bộ cách Makarovka 700m về phía nam để giành lại quyền kiểm soát. Tuy nhiên, tin tức gây chú ý trên các trang mạng và thậm chí cả truyền thông dòng chính phương Tây chính là hình ảnh lực lượng Ukraine đã bị xa lầy trong một bãi mìn của người Nga. Tổn thất là rất lớn, bao gồm 3 xe tăng Leopard 2R của Phần Lan với thiết bị rà phá bom mìn, 1 xe tăng Panzer 3 của Đức dựa trên khung gầm Leopard 2 với thiết bị rà phá bom mìn, 2 Leopard 2M6, 2 xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley của Mỹ, 1 xe vận tải bọc thép Maxro của Mỹ, 1 xe vận tải bọc thép Humvee của Mỹ và 1 phương tiện không xác định. Tổn thất này đã nối tiếp những tổn thất đáng kể khác đã diễn ra trong những ngày qua. Tổng chi phí số xe mà phía Nga tiêu diệt phía trên theo giá trị hiện tại là vào khoảng từ 60 đến 70 triệu USD. Trong suốt mùa xuân và mùa hè năm 2022, các lực lượng Nga đã tiêu diệt toàn bộ số vũ khí và quân đội chính quy Ukraine, và đây được gọi là đội quân thứ nhất. Sau đó, Bộ Quốc phòng Ukraine đã huy động lực lượng dự bị cũng như được tái vũ trang các thiết bị có từ thời Liên Xô, từ các quốc gia Đông Âu, và đây được gọi là đội quân thứ hai. Tuy nhiên, đến đầu năm nay, đội quân thứ hai này của Ukraine cũng đã bị tiêu diệt. Những gì chúng ta đang chứng kiến trên chiến trường Zaporizhia lúc này chính là mục tiêu phi quân sự hóa đội quân thứ ba của Ukraine. Có thể nói, ngay từ đầu tháng 1, với việc thành phố Soledad thất thủ, quân dự trữ của hai đội quân hoàn chỉnh của Kiev đã bị phía Nga tiêu diệt hoàn toàn. Trước thực tế này, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi Mỹ và phương Tây viện trợ các loại vũ khí của NATO, và các đợt chuyển giao thiết bị tân tiến đã diễn ra ồ ạt trong những tháng vừa qua. Có điều, phía Nga đã âm thầm tiêu diệt đội quân thứ ba này của Ukraine, giống như đã tiêu diệt đội quân thứ nhất và thứ hai. Có thể nói, trong tháng 5 vừa qua, Nga đã phá hủy cùng lúc nhiều mục tiêu quân sự của Ukraine. Trong đó nổi bật có vụ phá hủy kho đạn tại Menevsky, phá hủy hệ thống Patriot cũng như trụ sở tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine tại thủ đô Kiev. Giới chuyên gia quân sự nghi ngờ rằng, không rõ ngành sản xuất quốc phòng của châu Âu có còn đủ các trang thiết bị để cung cấp cho Ukraine một đội quân thứ tư hay không. Lưu ý là trong cuộc gặp với các tư lệnh quân đội Nga, Tổng thống Putin có nhắc đến việc Ukraine tiêu thụ từ 5 đến 6.000 quả đạn 155mm mỗi ngày, trong khi Mỹ sản xuất 15.000 quả đạn như vậy mỗi tháng. Ngoài ra, trong cuộc gặp mặt trả lời các phóng viên chiến trường Nga, đáng chú ý là Tổng thống Putin đã có một nhận xét về cuộc tấn công vào bunker của Tổng cục Tình báo chính của Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 29 tháng 5. Trả lời những thắc mắc về lằn ranh đỏ khi Nga để Ukraine và phương Tây vượt qua mọi lằn ranh giới, mà liệu Nga có nên đáp trả như thế nào? Tổng thống Putin đã trả lời như sau. Họ nói với chúng tôi mọi lúc rằng Nga đã bắt đầu chiến tranh, Putin là kẻ xâm lược. Không, họ mới là những kẻ xâm lược. Họ bắt đầu cuộc chiến này và chúng tôi đang cố gắng ngăn chặn nó. Nhưng họ phải làm điều đó với sự trợ giúp của lực lượng vũ trang Ukraine. Nhưng đây không phải là câu trả lời để vượt qua một số lằn ranh đỏ sao? Tấn công vào toàn bộ hệ thống năng lượng của Ukraine, đây không phải là một phản ứng để vượt qua lằn ranh đỏ sao? Và việc phá hủy thực sự trụ sở Tổng cục Tình báo chính của Ukraine ở Kiev, đây không phải là câu trả lời sao? Đó là câu trả lời chúng tôi sẽ tiếp tục chọn lọc,
đừng để những kẻ ngốc này tấn công vào các mục tiêu dân sự, khu dân cư. Tất nhiên, chúng tôi sẽ không làm điều này. Chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công có chọn lọc. Câu trả lời của Tổng thống Putin đã cung cấp thêm một chút thông tin về cuộc tấn công vào trụ sở tình báo quốc phòng Ukraine hôm 29 tháng 5. Sau cuộc tấn công này, người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Ukraine, tướng Kirill Budanov, đã biến mất khỏi truyền thông. Tuy nhiên, giống như Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Valery Zaluzhny, vẫn chưa rõ liệu hai ông này có sống sót sau cuộc tấn công tên lửa của Nga vào trụ sở chỉ huy của họ hay không. Như vậy có thể thấy, Nga không phá hủy các mục tiêu quân sự như kho đạn, cảng biển, kho bãi, điểm tập kết quân, mà phía Nga còn giáng đòn vào trung tâm ra quyết định của Kiev. Đức, Phần Lan, ngao ngán. Trước các thông tin và hình ảnh mà người Nga công bố đã phá hủy xe tăng Leopard lan tràn trên các trang mạng trong những ngày qua, thì các kênh truyền thông dòng chính phương Tây là rất ít đưa tin về sự kiện này. Ngay tại Đức cũng chỉ có một chút xáo động nhỏ trong dư luận công chúng. Vì sao là như vậy? Đơn giản là truyền thông phương Tây tránh đưa tin bất lợi này. Và thêm một lý do nữa là nhà sản xuất xe tăng Leopard của Đức đã giải thích ngắn gọn lý do tại sao người Đức dường như biết rất ít về tổn thất xe tăng của nước họ ở Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với đài RND của Đức, ông Armin Papperger, giám đốc điều hành của tập đoàn sản xuất vũ khí Remendo, đã được hỏi tại sao công chúng lại được nghe rất ít thông tin về tổn thất của các hệ thống vũ khí của Đức. Ông Papperger trả lời ngắn gọn rằng, bởi vì chúng tôi không đề cập về việc đó. Trong câu hỏi tiếp theo của phóng viên rằng, liệu có thêm bất kỳ mất mát nào như vậy nữa không? Ông Papperger trả lời như sau, trong cuộc sống luôn có những mất mát. Rõ ràng tổn thất xe tăng Leopard của Đức đã không được thảo luận rộng rãi trên truyền thông Đức, nhưng đã có những thông tin ít ỏi xác nhận về tổn thất này trên các tờ báo hàng đầu như tờ Bild và tờ The Web. Không rõ cho đến nay có chính xác bao nhiêu chiếc Leopard đã bị phá hủy tại Ukraine, nhưng đã có nhiều video xác nhận việc xe tăng chiến đấu chủ lực của Đức đã bị phá hủy hoặc vô hiệu quả. Trong khi ấy, nhật báo nổi tiếng của Phần Lan là tờ Helsingin Sanomat cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã mất một nửa số xe tăng Leopard 2 do Phần Lan chuyển giao cho Kiev. Tờ này có đoạn viết như sau, các lực lượng Nga đã tiêu diệt 3 xe tăng do Phần Lan tặng cho Ukraine. Phần Lan đã tặng tất cả 6 chiếc Leopard 2R cho Ukraine vào mùa xuân này. Leopard 2R là loại xe tăng được trang bị máy cày mìn, máy ủi và hệ thống đánh dấu đường đã được dọn sạch. Tờ này cũng nhận định rằng những chiếc xe tăng này dường như đã bị bỏ hoang ở vùng Zaporizhia. Đường ray và bánh xe có thể bị hỏng. Nếu những chiếc xe này không bị nổ hoặc bốc cháy thì vẫn có thể sửa chữa được. Nhật báo Phần Lan cũng cho biết thêm rằng có khả năng Ukraine sẽ cố gắng đưa những chiếc xe này trở lại sử dụng nếu cuộc tấn công của họ thành công và có thể giữ khu vực này dưới sự kiểm soát của mình. Tuy nhiên, lưu ý là những chiếc xe này lại đang nằm chỏng chờ ở khu vực vùng xám, giữa là khu vực xảy ra giao tranh giữa hai bên. Và đây là một nhiệm vụ không hề dễ dàng ngay cả cho phía lực lượng Nga, chứ chưa nói đến Ukraine, nếu cả hai muốn thu hồi những cỗ xe này. Tài khoản Biên niên sử quân sự của Nga đã viết như sau. Một trong những câu hỏi phổ biến nhất trong những ngày gần đây là khi nào chúng ta có thể mong đợi những chiếc Leopard và Replace bị tiêu diệt sẽ được trưng bày cho công chúng xem. Câu trả lời rất đơn giản, ít nhất chúng cần được đưa ra khỏi chiến trường. Và đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Nếu bạn nhìn vào bản đồ các phương tiện bị phá hủy của lực lượng vũ trang Ukraine, bạn có thể thấy rằng hầu hết chúng đều nằm ở khu vực trung lập. Bất kỳ phương tiện sơ tán nào đến đó sẽ ngay lập tức bị kẻ thù bắn. Tài khoản quân sự của Nga cũng nhận định việc thu hồi những chiếc Leopard trong vùng xám là khó khăn ngay cả với lực lượng Nga. Bởi để tới được vị trí những chiếc xe tăng và thiết giáp đó, binh sĩ Nga sẽ phải đi qua các bãi mìn của chính họ. Vì vậy, đây là một công việc cực kỳ rủi ro. Trong những điều kiện này, phía Nga chỉ có thể thu hồi một phần tương đối nhỏ trong tổng số Leopard hoặc Replace bị phá hủy ở gần các vị trí của Nga. Được biết, các tiểu đoàn công binh thuộc Lữ đoàn Cơ giới 33 và Lữ đoàn Tấn công Thiện chiến 47 của Ukraine đã bị tổn thất nặng nề về thiết bị trong cuộc tiến công. Lối tấn công trực diện của Ukraine vào công sự phòng thủ kiên cố của Nga là một trong các hoạt động khó khăn nhất và dễ đổ máu nhất của tác chiến trên bộ. Ngay cả các đội quân thiện chiến nhất và được trang bị tốt nhất cũng có thể mất một nửa lực lượng tấn công trong trường hợp đột phá chính diện thành công, chứ chưa nói đến thất bại. Lữ đoàn 47 trong một tuần kịch chiến đã phải bỏ lại chiến trường 3 trong số 6 xe phá mìn tốt nhất của mình. Đó chính là các xe Leopard 2R do Phần Lan sản xuất mà nhật báo Phần Lan
Helsinki, Sandomat đã chính thức thừa nhận hôm 13 tháng 6. Đề cập đến tổn thất của các hệ thống vũ khí tiên tiến của phương Tây ở Ukraine, trang The Wall Street Journal của Mỹ viết như sau: việc chúng ta đang nhìn thấy hình ảnh của những chiếc xe này bị hư hỏng hoặc phá hủy không có gì đáng ngạc nhiên. Ukraine đang tấn công mà không có sự hỗ trợ của không quân trong một khu vực mà người Nga biết có khả năng là một điểm trung gian, và đã chuẩn bị cho một cuộc tiến công như vậy trong nhiều tháng, bao gồm cả mìn và công sự. Mặc dù những phương tiện này có nhiều khả năng hơn bất kỳ thứ gì khác trong kho vũ khí của Ukraine, nhưng chúng không phải là bất khả chiến bại, đặc biệt là trong những điều kiện đó. Và bất kể phương Tây đã đào tạo cấp tốc, sai lầm vẫn mắc phải. Những ngày sắp tới sẽ chứng minh liệu xu hướng này có trở nên đáng báo động hay không. Như vậy có thể thấy, bất kể Ukraine có thể đạt được tiến bộ nào trong cuộc tấn công của mình, thì điều đó sẽ không thay đổi thực tế chiến thuật và chiến lược trên thực địa trong lãnh thổ do phía Nga kiểm soát. Ukraine hoàn toàn phụ thuộc vào NATO về nguồn cung cấp xe tăng, đạn dược, pháo binh, xe bọc thép và máy bay chiến đấu. Ukraine không còn khả năng sản xuất những mặt hàng đó ở trong nước, và nguồn cung cấp các hệ thống vũ khí đó của NATO cũng đang cạn kiệt mà chưa có cơ hội thay thế ngay lập tức. Đó là một thực tế khách quan mà không có vòng quay nào có thể thay đổi thực tế đó trong tương lai gần. Tiếp đến là vấn đề nhân lực. Ukraine còn phải đối mặt với tổn thất nhân lực cực kỳ lớn trong mấy ngày phản công quy mô lớn vừa qua. Đàm phán hay tiếp tục leo thang? Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga hôm 13 tháng 6 cho biết, tại mỏm Remevsky, Ukraine mất khoảng 275 quân. Ở hướng Plesetsk-Yevka, Ukraine tổn thất 350 binh sĩ. Ở hướng Kupiansk, Ukraine mất thêm 35 quân. Như vậy, chỉ riêng trong ngày hôm qua, Ukraine đã mất thêm khoảng hơn 600 binh sĩ. Cộng với khoảng 7.700 binh sĩ Ukraine tử trận trong những ngày qua, con số này quả thực là quá ghê gớm. Ukraine cũng không có nguồn cung cấp binh lính được đào tạo vô hạn. Một số lượng đáng kể những binh sĩ đủ điều kiện nhất, bao gồm cả sĩ quan và hạ sĩ quan, đều đã tử trận hoặc bị những vết thương tàn tật khiến họ không thể trở lại các đơn vị tiền tuyến. Ngay cả khi các thành viên NATO hối hả chuyển giao xe tăng, pháo hoặc máy bay, Ukraine cũng không có đủ nhân lực được đào tạo có khả năng vận hành các hệ thống đó. Nhiều khả năng Mỹ hoặc châu Âu khó có thể đưa binh sĩ của họ vào cỗ máy xe thịt này, bởi số phận chờ đợi họ sẽ không khác mấy so với tỷ lệ thương vong cao chưa từng có của Ukraine. Điều đó sẽ khiến phương án đàm phán có khả năng sẽ là lựa chọn duy nhất. Tất nhiên phương Tây sẽ có nhiều do dự vì cái giá mà Nga yêu cầu để ngừng chiến sẽ rất cao. Để đi đến thời điểm này, người Nga không dễ dàng đóng băng cuộc xung đột theo cách phương Tây mong muốn, một khi quân đội của Ukraine thất bại. Vì vậy, để chấm dứt cuộc xung đột, Nga sẽ đưa ra những điều khoản khó nhằn đối với phương Tây. Thứ nhất, liệu phía Nga có đòi quyền đảm bảo đối với tất cả lãnh thổ dọc theo phía đông sông Nep hay không? Thứ hai, với mục tiêu phi phát xít hóa của Nga, liệu Nga có yêu cầu thay đổi luật pháp của Ukraine, cấm các thành viên của tiểu đoàn Azov và biểu tượng liên kết với Đức Quốc xã được phổ biến tại Ukraine hay không? Thứ ba, liệu Nga có yêu cầu dỡ bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt chống lại nước này hay không? Rõ ràng phương Tây đã không nắm bắt được thực tế rằng phía Nga tin rằng họ đang chiến thắng trong cuộc chiến ở Ukraine và không bị thiệt hại về kinh tế hay chính trị trong nước. Thậm chí về cuộc xung đột tại Ukraine đã được chứng minh là một lợi ích cho những nỗ lực của Nga nhằm giúp tạo ra một hệ thống tài chính thương mại quốc tế mới, tránh được sự kiểm soát của Washington. Ba câu hỏi trên đều là những câu hỏi khó cho chính quyền Biden và giới lãnh đạo tại Brussels. Ngoài ra, công chúng phương Tây cũng cần một thời gian để tiếp nhận sự thật từ việc truyền thông dòng chính đã tuyên truyền tô vẽ Ukraine đã chiến thắng và sang thừa nhận thực tế quân đội Ukraine đang thất bại. Tuy nhiên, đàm phán chưa phải là phương án duy nhất lúc này, bởi sự thiếu hụt lực lượng chiến đấu sẽ trở nên rõ ràng hơn trong những tháng tới, và cả Ukraine và NATO sẽ buộc phải đưa ra một số lựa chọn nguy hiểm, hoặc là đàm phán, hoặc các lực lượng NATO sẽ trực tiếp tham chiến trong vỏ bọc tập trận. Trận chung kết không chiến cận kề. Với những thất bại trên chiến trường lúc này, không rõ liệu NATO sẽ giúp lực lượng Ukraine đạt được một cú hích trong cuộc phản công quy mô lớn dường như bắt đầu vào hôm 8 tháng 6, và giai đoạn cuối cùng cho cuộc tấn công của Ukraine dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ hôm nay cho đến hết tháng 6. Tại sao lại dự báo thời điểm này? Tất nhiên đây là thời điểm diễn ra cuộc tập trận phòng thủ trên không 23 lớn nhất của NATO, được bắt đầu từ hôm thứ Hai ngày 12 tháng 6 và kéo dài đến hết ngày 23 tháng 6, với sự tham gia của tối đa 250 máy bay từ 6 căn cứ quân sự của NATO. Tổng cộng có 25 quốc gia tham gia,
trong đó Mỹ cử 100 máy bay qua Đại Tây Dương để tham gia cuộc tập trận lớn. Một quan chức NATO trả lời với tờ GW của Đức rằng cuộc biểu dương lực lượng khổng lồ này là nhằm để răn đe người Nga như sau. Tất nhiên, điều này gửi một tín hiệu rõ ràng. Chúng tôi sẽ bảo vệ từng cm lãnh thổ của NATO. Các nhiệm vụ dự kiến cũng sẽ được bay đến và đi từ căn cứ đặt tại Romania và Estonia, với các cuộc tập trận trên mặt đất cũng diễn ra sau đó. Do đó, trong thời điểm này, nhiều khả năng sẽ có sự gia tăng chiến sự dọc theo toàn bộ chiến tuyến tại Ukraine, đồng thời gia tăng các cuộc tấn công ở khu vực biên giới nước Nga, cũng như các mục tiêu của Nga ở Biển Đen và Crimea. Điều đáng chú ý là ở giai đoạn này, Ukraine chưa đạt được bất kỳ mục tiêu chiến lược nào trong việc tái chiếm các vùng lãnh thổ do phía Nga đang kiểm soát, chưa kể đến Bakhmut đã thất thủ. Có thể nói sau thất bại của lực lượng Ukraine tại Bakhmut và thất bại chiến lược của hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ tại Kiev hôm 16 tháng 5, chính quyền Biden đã nhấp nhóm không yên, như tờ Politico mới đây nhận định. Danh tiếng toàn cầu của Tổng thống Joe Biden phụ thuộc vào sự thành công của cuộc phản công của Ukraine. Trong bối cảnh cuộc phản công quy mô lớn của Ukraine hiện tại đang gặp quá nhiều bất lợi, giới chuyên gia quân sự Nga nhận định sẽ có một nguy cơ nghiêm trọng trong thời gian, với khả năng các lực lượng của Mỹ và NATO sẽ chiến đấu trực tiếp chống lại Nga, nhưng tất nhiên vẫn là trá hình dưới vỏ bọc của cuộc tập trận. Kế hoạch tác chiến là tấn công từ không phận Romania ở phía Nam và các quốc gia vùng Baltic ở phía Bắc thông qua cuộc tập trận của NATO. Dưới vỏ bọc là máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ do các phi công Ukraine điều khiển, được bảo vệ bởi hơn 200 máy bay tân tiến của Mỹ và NATO, sẽ tấn công các vị trí của Nga. Việc sử dụng các cuộc tập trận của NATO để che giấu các cuộc tấn công tích cực vào các mục tiêu của Nga có vẻ như lần đầu tiên được áp dụng vào tháng 9 năm ngoái, khi các đường ống Nord Stream bị nổ tung sau cuộc tập trận hải quân Baltops. Giờ đây, mối đe dọa tấn công Nga đang lờ mờ hiện ra trong bối cảnh các cuộc tập trận trên không lớn nhất của NATO đang diễn ra. Nếu tình báo quân sự Nga chuyển từ nghi ngờ sang kết luận rằng các cuộc không kích của máy bay Mỹ và NATO đang được chuẩn bị sẵn sàng dưới vỏ bọc là F-16 của Ukraine, thì các nguồn tin từ giới quân sự Nga dự đoán Điện Kremlin sẽ có phản ứng bất đối xứng. Các nguồn tin tin rằng nếu Ba Lan hoặc Romania cho phép một chiếc F-16 của Ukraine cất cánh từ một sân bay địa phương để tấn công lực lượng Nga, thì các căn cứ không quân của Ba Lan và Romania sẽ trở thành mục tiêu tên lửa của Nga, giống như các khẩu đội Patriot. Sự hỗ trợ trên không của Mỹ và NATO cho một cuộc xuất kích như vậy của F-16 bao gồm máy bay tuần tra cảnh báo sớm AW-ACS và máy bay do thám RC-135 của Mỹ cũng sẽ trở thành mục tiêu phụ của Nga. Dự báo từ nay cho đến cuối tháng 6, phía Nga sẽ phải căng mình trước các hoạt động tập trận trên không này của NATO và liệu sẽ có một cuộc không chiến trực tiếp của NATO với Nga núp dưới vỏ bọc tập trận hay không. Chúng ta sẽ cùng theo dõi diễn biến trong những ngày tới. Quý khán thính giả thân mến, bản tin bình luận hôm nay đến đây xin tạm dừng. Quý vị nghĩ sao về đề tài chúng tôi vừa nêu trên? Xin hãy để lại bình luận bên dưới. Mọi bình luận, nhận xét và sự chia sẻ video này của quý vị đều là nguồn động viên quý giá cho đội ngũ làm chương trình của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi video của kênh Tình và Sumidels. Quý vị nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi các video tiếp theo của chúng tôi. Các bản tin bình luận sẽ được phát sóng hàng ngày vào lúc 7:30 các tối trong tuần. Kính mời quý khán thính giả cùng đón xem. Và bây giờ Quang Sang xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin kỳ sau. Chúc quý vị có một buổi tối thật nhiều niềm vui. Thân ái, chào, tạm biệt.